Vườn Mạnh Yến hôm nay review cái lô Phượng Hoàng Lửa này nhé. Phượng Hoàng Lửa đường kính gốc là từ 3 đến 5 phân nhé. Hoa rất đẹp. Phượng Hoàng Lửa này thì là hoa rất đẹp nhé các bác nhé. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình nhé. Hoa rất đẹp, Phượng Hoàng Lửa, đây là lô Phượng Hoàng Lửa. Các nơi thì gọi là sò cam, rồi có nơi thì gọi là vàng anh nhá. Còn bọn em gọi là Phượng Hoàng Lửa nhá. Hoa cực đẹp luôn. Vừa cây bóng mát, cây công trình nhá. Các bác mua thì điện cho em số cho mình nhé. Em có các loại cây công trình nhé, cây gì em có nhé. Đây là cây Phượng Hoàng Lửa các bác nhé. Hoặc là sò cam nhé. Hoặc là vàng anh nhé. Đó, có 3 tên nhé. Đường kính gốc từ 3 đến 5 phân nhé. Bác nào làm cây công trình thì điện cho em số trên màn hình nhé. Ngoài cây Phượng Hoàng Lửa, sò cam này và cây vàng anh ra, em còn rất nhiều các loại cây nhé. Cây gì em có nhé. Đường kính cỡ nào em có, các bác mua thì điện cho em số trên màn hình nhé. Đi đến nông nghiệp, nói đến nhà vườn Mạnh Yến thì đã nổi tiếng về cây ăn quả, cây bóng mát và cây công trình rồi nhá. Em thường làm những cái dự án lớn, em có hợp đồng hóa đơn đỏ nhá, trồng cây có bảo hành nhá, cây ra cây ạ. Các bác mua thì điện thoại cho em số trên màn hình nhá. Cây này rất dễ trồng ạ. Gốc nhanh to, dễ trồng nhá. Trồng bóng mát và hoa cực đẹp luôn. Trồng cảnh quan rất đẹp ạ. Trồng những biệt thự, rồi shop house, rồi những khu công cộng. Đường xá rất đẹp. Hoa lở bền mấy tháng nhé. Em gửi cây trên các trục đường chính nhá, em không gửi bưu điện, các bác nhớ xem hết video nhá. Và các bác khi em ship hàng thì các bác trả cước nhá, em không trả cước ạ. Em báo giá cây tại vườn nhá. Các bác xem kỹ video của em nhá. Mà các bác đừng đặt hộ tiền hộ cây nhá, vì khi người ta mua thì người ta bảo lấy hộ, khi người ta lại bảo không nhá, làm em mất tiền ship đi ship lại, khổ thân em nhá, đứng chờ xe mấy tiếng đồng hồ nhá. Các bác thông cảm, không nên đặt cây hộ ạ. Ngoài giống Phượng Hoàng Lửa này em còn có các đủ các loại giống cây khác nhé. Đây là cây sò cam ạ, ngoài Bắc gọi là cây sò cam. Và có lơi gọi cây vàng anh, có lơi thì gọi cây là Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa chứ không phải là hoa phượng nhé. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình ạ. Em có nhiều cây, dòng cây bóng mát nhé, cây gì em có nhé. Thôi, video của em xin kết thúc ở đây để đừng mất thời gian các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh và subscribe và like cho em nhé, để kênh nông nghiệp của em ngày càng phát triển, mang đến những giống cây tốt cho nông dân nhé, nâng cao năng suất nhé. Em xin cảm ơn.